Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn, chúc một ngày mới an lành và mạnh khỏe nhé. Sáng hôm nay Nick qua bên quận Nhất review các khu vực trung tâm xem tình hình ở quận Nhất như thế nào. Mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi với Nick nha. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở khu vực công trường Mê Linh, nơi có đặt tượng Đức Thánh Trần, Trần Hưng Đạo Đại Vương rất là nổi tiếng. Gần đây thì Sài Gòn cũng đang có chính sách là trùng tu bảo dưỡng và làm mới lại khu vực này sao cho khang trang và sạch đẹp hơn đó cô chú anh chị mình nha. Khu vực này cô chú anh chị mình thấy cái tòa nhà màu trắng đó, tòa nhà của Vietcombank, và kế bên trái đó là tòa nhà mới xong thôi của một tập đoàn khách sạn quốc tế đang đầu tư vào, đó là khách sạn Hilton nha, chưa mở cửa đâu, bởi vì xây dựng xong là cũng ngay trong thời điểm dịch thì hiện tại họ đang hoàn thiện và có thể là chờ qua dịch rồi là sẽ mở cửa hoạt động. Khu vực này có tới 6 block nha cô chú anh chị nha, 6 block có thể xây dựng được 6 tòa nhà như thế này. Tuy nhiên thì bên trái hiện giờ đó, trước mặt cô chú anh chị mình sẽ thấy là có 4 tòa nhà có cái kiến trúc cũng na ná giống nhau, rất là đẹp, rất là khang trang rồi. Tuy nhiên thì khu vực bên phải thì có 2 block thì đang trống, thật ra là có một block đang trống là chỗ của một cái công trình xây dựng một cái khách sạn và trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp loại bậc nhất của trung tâm Sài Gòn, nhưng mà chưa có lên dự án, hiện đang chỉnh lại. Còn một cái bên phải nữa thì đó là một tòa nhà thấp thôi, cho nên khu vực này rất tiếc là chưa đồng bộ với nhau. Nếu mà được 6 cái tòa nhà cùng một lúc vương bình lên bầu trời ngay chỗ này thì trở thành một cái gì đó, một con số 6 rất là may mắn. Theo người Hoa đó con số mang tên là lộc, con chú gì lục thành lộc, thì không biết tương lai sẽ thế nào. Đấy, tòa nhà bên phải cô chú nhìn thấy nhá, cũng rất là đẹp, tuy nhiên là nó thấp hơn những tòa nhà kia. Còn đây là góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Duẩn. Ở đây từng là Đại học Văn Khoa với hai block và hai bên rất là đẹp, còn giữ được tới ngày nay và được trùng tu liên tục nên cái kiến trúc và cái không gian nhìn rất là đẹp với cô chú anh chị mình. Ngày xưa là Đại học Văn Khoa, ngày nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ở trong công viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có một cái góc cà phê, đấy là cà phê Văn Khoa, gợi nhớ lại cái tên năm xưa, rất là hay nha cô chú anh chị mình. Đây, cà phê Văn Khoa. Nói cho cô chú anh chị mình biết, Nick cũng đã từng học ở trường đại học này nha, cũng đã tốt nghiệp Khoa Đông Phương, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn này. Và phía dưới kia là một cái điểm rất quen thuộc với tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là những cô chú anh chị đã từng sống Sài Gòn trước năm 75, hoặc là các cô chú quý bà con đã từng đến với Sài Gòn, thăm Sài Gòn những năm xưa, thì đây là điểm rất là nổi tiếng, sở thú Sài Gòn Thảo Cầm Viên. Tới tận bây giờ thì sở thú vẫn còn đó, Sài Gòn Thảo Cầm Viên vẫn còn đó, với nhiều loại cây to lớn rất là đẹp, rất là mát ở bên trong. Tuy nhiên thì ngày nay có nhiều vườn thú ở những khu vực xung quanh hơn, những công viên mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế hơn, cho nên là người ta cũng ít đến cái sở thú này, bởi vì nó trở thành một cái điểm nhỏ bé chật chội trong thành phố thôi. Nhưng còn lưu giữ lại một ít loại thú và những cái cây ở trong đây thì ngày càng to lớn, càng những thân cây rất là to, rất là quý cho những ai mà yêu thích cái bóng mát những lúc trưa hè của Sài Gòn và tìm hiểu những cái loại cây cổ thụ được trồng từ rất là lâu năm tại Sài Gòn. Còn đây là một công trình kiến trúc rất là nổi tiếng ở trung tâm Sài Gòn, nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch. Công trình này rất là quen thuộc với tất cả người dân Sài Gòn, đặc biệt là các bạn giới trẻ thường hay ra đây vui chơi, dạo chơi vào những cái chiều tối. Thì công trình này có tên là ngắn gọn dễ hiểu là Hồ Con Rùa. Sở dĩ gọi là Hồ Con Rùa bởi vì dưới là có đài phun nước, có nước và có một cái vòng tròn xem như là một cái hồ, hồ chứa nước. Còn ở phía trên, lúc xưa biết nghe nói là có một cái tượng rùa, trên mai rùa thì có một cái tấm bia
để ghi lại công trình này là gì. Thì hiện giờ hình như là không còn cái tượng rùa nữa, nhưng mà mọi người vẫn gọi là hồ con rùa. Và ở chính giữa đó là một cái cây hoa kim, kim hoa. Thì theo lịch sử ghi lại, nếu có đọc qua đó, thì cái cây này giống như là một cây kim châm đâm thẳng từ trên trời xuống để trấn cái đuôi rồng. Bởi vì lúc mà ở trước năm 75 á, khi mà phủ tổng thống bị đảo chính bị phá, thì sau đó được xây dựng lại, thì nơi đó là ở trên đầu rồng. Thầy phong thủy phán rằng ở phía đuôi rồng nằm tuốt ở khu vực này phải trấn cái đuôi rồng để chống cho không có quậy phá làm ảnh hưởng đến phủ, thì đã cho xây dựng khu vực này. Và cái cây, cây kim đó giống như mũi kim từ trên trời chấn xuống. Đây là một cái vị trí rất là phong thủy của trung tâm Sài Gòn và được giữ lại cho tới ngày nay. Giờ mình sẽ đi một vòng quanh cái khu vực này, cô chú thì mình cùng xem nha. Hiện giờ thì dịch bệnh mới tạm lắng thôi và Sài Gòn mở cửa lại, cho nên mọi người cũng còn ít chưa có ra đường, rất là vắng ở trên đường phố các bạn. Nhưng mà thôi vậy cũng là thoải mái, mình được phép đi lại thì cũng tương đối thoải mái, nhìn ngắm thành phố vào những lúc này rất là tuyệt vời của chúng chị mình nha. Đây, chúng ta nhìn ngắm là hồ con rùa. Khu vực này có rất là nhiều quán cà phê rất là lý tưởng để ngồi tán gẫu với bạn bè vào những dịp cuối tuần. Tuy nhiên hiện giờ thì đang vẫn đóng cửa im lìm bởi vì dịch vẫn chưa qua, và theo chỉ thị mới thì tất cả các nơi chỉ được phép bán mang về và chưa có được ngồi tại chỗ, cho nên là người dân cũng chưa có ra ngoài để thưởng thức cà phê vào những dịp cuối tuần. Bên trái là nhà văn hóa thanh niên có nhiều hoạt động rất là sôi nổi, hiện giờ cũng đang rất là im ắng vì dịch. Và thẳng phía dưới cô chú anh chị mình thấy ở giữa đó chính là nhà thờ Đức Bà. Còn bây giờ bên trái tòa nhà màu xanh này cũng rất là nổi tiếng bởi vì đây là điểm shopping rất là sang và ra đời từ rất sớm tại trung tâm Sài Gòn, gọi là Diamond Plaza. Mặc dù hiện giờ có nhiều trung tâm khác ra, nhưng Diamond Plaza với vị trí rất là đắc địa vẫn còn là nổi tiếng, tại vì nằm trong khu vực mà thường là khu vực dịp lễ Giáng sinh và dịp Tết, và mọi người đổ xô ra đây rất là nhiều. Và bây giờ nước vào qua khu vực này, đi ngang qua công viên Thống Nhất để tới trước của phủ đầu rồng, phủ tổng thống Dinh Độc Lập, sau này gọi là Hội trường Thống Nhất. Số người đạp xe thể thao cũng có ra đường. Tuy nhiên là đi trong những ngày này thì không phải lo rồi, ai đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc là 1 mũi vaccine vẫn có thể ra đường. Tuy nhiên là chắc có lẽ là nhiều người đã mệt mỏi sau những tháng mà phòng chống dịch bị cách ly, giãn cách, phong tỏa siết chặt, cho nên là cũng chưa có nhu cầu ra ngoài đường nhiều. Đây, Dinh Độc Lập, phủ tổng thống, phủ đầu rồng vẫn còn hiện diện và được bảo tồn rất là tốt tại khu vực ở đây của chú anh chị mình nha. Và những dịp mà không có dịch thì du lịch Sài Gòn bùng nổ với các du khách từ nước ngoài đó, thì rất là nhiều cái đoàn du khách đến tham quan tại Dinh Độc Lập hay còn gọi là Hội trường Thống Nhất ở đây. Hy vọng là thành phố sẽ sớm trở lại, du lịch hoạt động trở lại và chúng ta sẽ thấy là du khách lượn ngược đông đúc trở lại vui chơi tham quan thành phố. Khu vực này là công viên thành phố nha, công viên Dinh Thống Nhất. Có người nằm bằng ghế này check-in thư giãn những lúc này rất là đã, là tuyệt vời nha. Khung cảnh rất là thanh bình, yên tĩnh, trong xanh, không khí thì được lọc sạch sau nhiều tháng ngày mà chống dịch không có xe
không có khói bụi ngoài đường nên nhìn nó rất là yên bình và rất là sạch sẽ của chú anh chị mình. Thành phố vẫn rất đẹp, Sài Gòn vẫn rất đẹp của chú anh chị mình đây. Bây giờ thì xây qua khu vực nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố của chú anh chị mình nha. Nhà thờ Đức Bà đã được trùng tu vài năm rồi và chắc cũng còn vài năm nữa mới có thể hoàn thành được, bởi vì đây là một công trình kiến trúc cổ lâu đời và mỗi lần trùng tu thì không phải đơn giản, phải đo từng miếng gạch, xem xét tình hình cấu trúc hiện trạng như thế nào và có thể phải đặt gạch từ ở bên Pháp, từ nước ngoài dỡ về mang về để thay thế những viên gạch lâu năm đã bị hư và làm sao cho nó vẫn giữ được cái nét cổ kính, những cái nét xưa của cái nhà thờ. Thì thật sự là một công trình không đơn giản thế nào, thì mỗi lần trùng tu thế này tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc để cho công trình được hoàn thiện và vững chãi để trường tồn vào những năm tháng sau này. Tượng Đức Mẹ Maria đứng trước nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố bên tay phải. Phía sau là mặt chính của nhà thờ Đức Bà đang được cái dàn giáo dựng phủ kính hết rồi. Cái công trình mà được trùng tu phải nói là cực kỳ tốn công và tốn sức. Còn kia là bưu điện thành phố. Bưu điện đã được trùng tu cách đây một vài năm thôi và cái màu sơn được giữ lại sau khi có nhiều phản ánh là cái màu sơn trước đó phủ lên thì không phù hợp và thành phố đã cho sơn sửa lại với cái màu hiện tại và thấy phù hợp đẹp đẽ hơn. Có một chị đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Maria. Rồi đối diện với nhà thờ Đức Bà đó là đường Katina, đường tự do và sau này đổi tên thành đường Đồng Khởi, là con đường trung tâm, con đường downtown của Sài Gòn. Mình sẽ chạy dọc xuống hết con đường này cho chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Nhiều công trình ở hai bên được trùng tu, quét vôi, sửa sang lại, sơn sửa lại, trông rất là đẹp, khang trang. Sau những ngày chống dịch mệt mỏi, sau những ngày đóng cửa thì bây giờ nhìn lại cũng rất đẹp. Phải nói là đi vòng trung tâm Sài Gòn này rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị mình nếu mà đang ở nước ngoài lâu năm, không có về Sài Gòn, không ra trung tâm thì hôm nay cùng Nick đi dạo một vòng ở khu vực trung tâm Sài Gòn, ngắm Sài Gòn. Sài Gòn vẫn diễm lệ, Sài Gòn vẫn là xa hoa lộng lẫy, Sài Gòn vẫn rất là đẹp. Con số chị mình đây. Bên trái là cái công trình là một cái trung tâm thương mại rất là lớn của tập đoàn Vingroup, Vingroup Center. Phía trên là tòa nhà là khu vực văn phòng cho thuê. Phía dưới là có tới vài tầng hầm, phía dưới là một trung tâm mua sắm rất là lớn tại trung tâm Sài Gòn. Đây là khu vực giao lộ của đại lộ
giữa đường Đồng Khởi và đường Lê Thánh Tôn. Ở khu vực này thì bên trái đó có công ty du lịch Sài Gòn Tourist và có trung tâm thương mại Bạch Sơn, cũng là một điểm mua sắm rất là nổi tiếng và phổ thông tại trung tâm Sài Gòn. Ở trước mặt của chú anh chị mình bên trái là khách sạn Hoàng Cầu, khách sạn Continental, cũng được trùng tu phát sơn lại rất là khang trang, rất là đẹp. Còn bên phải là tòa nhà từng là của tập đoàn Vingroup, hiện giờ là đi bán cho một tập đoàn khác rồi, và họ đang trùng tu nâng cấp sửa chữa lại thành một khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm Sài Gòn. Trước đây khu vực này từng chính là trung tâm Eden, trung tâm Eden của Sài Gòn, sau đó là xây dựng lại cái tòa nhà này. Đây, khách sạn Continental, khách sạn Hoàng Cầu. Trước kia có một cái quả địa cầu treo ở ngay cái góc này, nhưng mà sau đó thấy tháo xuống rồi, lâu ngày rồi nó không thấy treo lại nữa. Còn khu vực này nhà hát thành phố, trước dịch vào mỗi ngày cuối tuần, thường là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật, thường hay có những cái buổi hòa nhạc tại khu vực này. Mọi người đi tập thể dục buổi sáng có thể ghé nghe thưởng thức nhạc rất là hay nha cô chú anh chị mình. Và khách sạn Caravelle rất là nổi tiếng với bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng, The Quiet America, đã được quay phim tại khu vực này. Còn đây là công viên Tượng Mẹ Bồng Con. Hiện giờ Tượng Mẹ Bồng Con đã được tháo gỡ bởi vì lúc mà xây dựng công trình hệ thống tàu điện ngầm dưới lòng đất thì khu vực này được ngăn lại và giải tỏa. Hiện giờ đã được tái lập lại thành một công viên rất là khang trang. Một cô chú anh chị mình nhìn thấy cái mái kiến ở bên góc trái đó là chính là một cái lối xuống hệ thống tàu điện ngầm. Khu vực này hoàn thiện rồi, tuy nhiên là hệ thống tàu điện ngầm thì chưa hoàn thiện cho nên chưa đi vào hoạt động. Trong tương lai rất là mong để sớm có được cái hệ thống tàu điện đó để người dân Sài Gòn có thể đi di chuyển trong thành phố bằng hệ thống tàu điện ngầm. Nhà hát thành phố đứng rất sừng sững tại khu vực này, rất đẹp luôn cô chú anh chị mình. Mọi người đi ngang thường hay ghé tạt ngang và chụp hình lưu niệm. Góc này thấy có một cái quán cà phê lấy tên là Catina Cà Phê, mọi người cũng đang xếp hàng để mua cà phê. Đường phố trung tâm vẫn còn đang rất là im lìm, vẫn còn chưa tỉnh giấc, nhưng mà nét nghĩ là sẽ chẳng bao lâu đâu, sẽ thức dậy thôi và sẽ náo nhiệt trở lại sau một ngày gần đây, phải không cô chú anh chị mà. Đây là khách sạn Grand đã được nâng cấp thành khách sạn 5 sao rồi, cô chú anh chị mình nhé. Dưới cuối đường sắp tới bờ sông của Sài Gòn thì bên phải là khách sạn Majestic, khách sạn quay vệ. Khách sạn này là một trong những khách sạn cổ của thành phố, rất là đẹp, quay nghi, trang nghiêm, quay vệ. Cái tầng bây giờ cũng là một trong những khách sạn cổ nổi tiếng của thành phố. Và đây là khách sạn 5 sao của chú anh chị mình.
sàn này đã xây dựng thêm một cái khu mới và làm kiến trúc cũng giống y như hệt cái kiến trúc cũ. Đây, cái phần mà chúng ta thấy có một vạch cắt ngang đó chính là cái khu mới nha. Và hiện giờ có dự án tiếp tục mở rộng khách sạn này với một cái khu kế bên nè, và sắp tới sẽ xây dựng lại một cái gọi là block mới của khách sạn Majestic nằm với mặt tiền của đường Nguyễn Huệ và đại lộ Tôn Đức Thắng. Bây giờ thì Nick vòng vào đại lộ Nguyễn Huệ xem như thế nào nhé cô chú anh chị mình và các bạn. Ở giữa là cái đại lộ, là cái con đường đi bộ, bình thường là mọi người ra đây vào những dịp cuối tuần rất là đông. Bây giờ thì còn đang là mùa dịch cho nên là khỏi phải nói rồi, cũng hơi vắng. Tuy nhiên là cũng có nhiều người bắt đầu lác đác đi dạo chơi trên cái con đường đại lộ này rồi. Một cái sự khởi đầu, một cái sinh khí, sức sống đã trở lại cho Sài Gòn. Mong lắm những ngày bình thường sẽ trở lại sớm nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Hình ảnh ngồi thư giãn trên đường phố, trên cái đường đi bộ. Rồi cũng có một cặp đang tranh thủ nè, selfie chụp tấm hình. Tranh thủ chỉ có hai người, không đeo khẩu trang chụp thôi. Chụp xong rồi đeo lại khẩu trang, không ảnh hưởng gì tới ai đâu. Sự tự do đang dần trở lại rồi, tự do thoải mái sau dịch nha. Mong là nó sẽ giữ vững được như vậy cô chú anh chị ha, và sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Tại sao? Nick và cũng như bao nhiêu người dân Sài Gòn và tất cả mọi người ở phương xa cũng vậy, đang ngóng về Sài Gòn và những nơi trong cả Việt Nam mình, mong được trở lại bình thường lắm, phải không ạ? Đây là nhà sách Nguyễn Huệ, một điểm mua sách, một điểm tìm hiểu về các loại sách cũng rất là lý thú ở trung tâm Sài Gòn. Rồi, trước Nick cũng hay ra khu vực này, mỗi lần đi mua sách hay đi tìm hiểu hoặc là đọc ké những cuốn sách ở trong cái nhà sách này cũng rất là lý thú. Bởi vì quá nhiều loại sách và thật sự là có muốn cũng không thể nào mà có đủ tiền mua được hết tất cả các loại sách ở trong đây. Hồi nãy là Nick ở bên đường Đồng Khởi nha, bây giờ là qua bên đường Nguyễn Huệ rồi. Cô chú gì mình cùng nhìn ngắm lại khu vực này. Đây, khách sạn Oriental trong tương lai nha, đang được xây dựng lại, đang được sửa chữa lại bên trong và sẽ trở thành một khách sạn mới, khách sạn 5 sao ở trung tâm. Và nhà hát thành phố, là công viên Từ Mẹ Bồng Con. Và cái hệ thống tàu điện ngầm nha, lối xuống cái hệ thống tàu điện ngầm phía dưới lòng đất này.
và khách sạn Red, khách sạn cổ nổi tiếng tại trung tâm Sài Gòn, vị trí rất là đắc địa cùng với một bên cây liễu. Một bên cây liễu đã được gỡ bỏ và được xây dựng lại là đài phun nước, bởi vì khi mà xây dựng cái hệ thống tàu điện ngầm ở dưới lòng đất thì nguyên khu vực này đã được giải tỏa hết, cho nên một bên cây liễu cũng phải bị giải tỏa. Khách sạn Red vẫn còn rất là nổi tiếng, nằm tại trung tâm của Sài Gòn, cô chú anh chị mình nha. Đây, vùng bên cây liễu bây giờ là đài phun nước, đây đài phun nước hoa sen. Các buổi chiều mát là mọi người thường hay tập trung ở khu vực này, ngồi dạo chơi, đi dạo trên cái phố là đi bộ Nguyễn Huệ này cũng rất là tuyệt vời. Đây là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Thời Pháp thuộc á, thì nó được gọi là Hôtel de Ville và sau đó thì được gọi là Tòa Đô Chính Sài Gòn. Bây giờ kiến trúc vẫn đang được giữ và trùng tu bảo dưỡng rất là kỹ cô chú anh chị nha. Đây tòa nhà rất là nổi bật tại trung tâm Sài Gòn, xem như là điểm trung tâm nhất của trung tâm Sài Gòn. Đây là một ngã 6 Sài Gòn, Bùi Minh Thánh Giống hay là ngã 6 Phù Đổng, các chú anh chị nha. Còn đây là hẻm 25 đường Tôn Thất Tùng thuộc quận Nhất, theo cầu của một bạn tên là Nguyễn Trần Anh Thay, review căn nhà 25/7 Tôn Thất Tùng. Để lúc đi vào review căn nhà này cho bạn nhé. 25/7 chứ là cũng gần phía ngoài này. Đây, lúc thấy là ở trước mặt này thôi. Chỗ có một anh shipper đang đứng phía trước chờ giao hàng đây. Ở đây hình như mở một cái quán ăn, một cái nhà hàng gì đó. Hiện tại thì chưa hoạt động trở lại. Địa chỉ 25/7 đây. Còn đây là đường Hồ Hảo Hớn, ngay ngã ba của Hồ Hảo Hớn và đường Phố Bắc. Ở khu vực này thì Nick review căn nhà 62 đường Hồ Hảo Hớn theo yêu cầu của anh Michael Mao, cũng yêu cầu từ rất là lâu rồi, trước khi mà Sài Gòn được mở cửa cũng khá là lâu, lúc đó là giãn cách siết chặt cho nên là Nick cũng không có đi được qua khu vực này. Góc này trông rất là khang trang sạch đẹp với nhiều cái quán ăn rất là lớn rồi, cũng chị mình ha. Đấy là cái số 62 là ngay trước mặt ở bên kia đường này. Có cái bảng màu vàng cam này. Đấy, có một cái bảng hiệu gì đó nhưng mà chắc là cũng chưa mở lại để buôn bán nha. Hôm mà đúng căn nhà 62 Hòa Hớn mà anh có mở yêu cầu nha anh.
Rồi đây là đường Nguyễn Thái Bình thuộc quận Nhất nè. Đây là yêu cầu của bạn Cathy Vũ thì review cái đoạn mà gần hẻm ve chai 165. Thì Nick cũng cố gắng đi một đoạn ngắn cho bạn cùng review nha. Đây, phía trước mặt đây là tới hẻm 165 rồi. Khu vực xung quanh đây thì vẫn còn đóng cửa nè, chưa có nhiều người buôn bán trở lại. Đây là hẻm 165 Nguyễn Thái Bình đây. Để Nick vào review là một đoạn ngắn cho bạn các khu vũ cùng xem nha. Thấy là trong xóm có nhiều người đang xếp hàng, chắc là ra test Covid đây. Nhiều người xếp hàng đây, đi kiểm tra khi xét nghiệm đây. Rồi sáng nay dạo một vòng ở trung tâm quận Nhất và review vài cái khu vực mà cô chú anh chị mình yêu cầu. Thì clip của ngày hôm nay Nick xin tạm dừng ở đây. Mong rằng một số khu vực ở trung tâm Sài Gòn đã giúp ích cho cô chú anh chị mình có một cái nhìn về hình ảnh của trung tâm Sài Gòn. Yêu quý Sài Gòn, yêu thích Sài Gòn thì mong rằng Sài Gòn sẽ sớm trở lại hoạt động như xưa, sẽ sớm trở lại sôi nổi và náo nhiệt như ngày nào. Bây giờ thì Nick xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip về sau. Chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại nhé.